điền nguyện vọng khối ngành gì, chọn nghề nghiệp ra sao. Bí kíp hướng nghiệp người trong môn nghề mang đến nội dung và giáo diện hoàn toàn mới. Cập nhật nhu cầu việc làm và mức lương các ngành nghề năm 2022. Trắc nghiệm tính cách talent để đưa ra quyết định nghề nghiệp đúng đắn. Khám phá những điều mới mẻ và dính ngay tại tủ sách của nhà nhẹ nhá. Vậy là chỉ còn một vài ngày ngắn ngủi nữa thôi là chúng ta sẽ phải tạm biệt năm Nhâm Dần 2022 đầy những thăng trầm để chào đón năm mới Quý Mão 2023 với nhiều bất ngờ và cả những hy vọng. Tạm thời rời khỏi huồng quay của cuộc sống bộn bề, tấp nập, Tết là lúc mọi người có những khoảng thời gian quý báu quây quần bên gia đình và cùng nhau tìm lại những giá trị lâu đời của dân tộc. Và một trong số những giá trị thiêng liêng đó chính là biểu tượng của năm nay, và mèo. Vì vậy, không vòng vo nhiều lời, nhân dịp Tết Quý Mão năm nay, hãy cùng Spider Room tìm hiểu thêm về một sự thật thú vị liên quan tới loài mèo trong lịch sử Việt Nam được thực hiện bởi tác giả Quốc Hoàn nhé! Một, vì sao năm Mão của Việt Nam lại là con mèo? Hẳn ai trong chúng ta từ khi còn bé đều đã được nghe về 12 con giáp, rằng tí là chuột, xỉu là trâu, dần là hổ, mã là mèo, vân vân và vân vân. Thế nhưng, đó chỉ là phiên bản của người Việt Nam mà thôi. Ở những nước đồng văn láng giềng như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, Mão lại là con thỏ. Vậy thì vì sao năm Mão của người Việt chúng ta lại là con mèo, thay vì con thỏ như trong những phiên bản 12 con giáp của các nước đồng văn khác? Thực ra, để giải thích cho câu hỏi hóc búa này, các nhà nghiên cứu đã dày công khảo cứu hàng chục, thậm chí là cả trăm năm nay, nhưng vẫn chưa thể đưa ra được một kết luận cuối cùng. Dù chúng ta đều có thể chắc chắn một điều rằng, mọi phiên bản của 12 con giáp đều bắt nguồn từ phiên bản ban đầu của người Trung Quốc, nhưng quá trình biến đổi và tạo thành những dị bản tại các quốc gia khác nhau thì vẫn là một ẩn số. Hiện tại, giới nghiên cứu chỉ có thể đưa ra một số giả thuyết như sau. Giả thuyết thứ nhất, đó là với người Việt Nam, mèo phổ biến hơn thỏ, cho nên đã có sự thay đổi như vậy. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ thì điều này không thật sự chính xác. Phạm vi phân bố của loài thỏ rất rộng, gần như tất cả các châu lục trên thế giới vào thời cổ đại, trừ Bắc Cực, Nam Cực và châu Úc, thì còn lại đều có sự góp mặt của loài thỏ. Tại Việt Nam, con thỏ xuất hiện trong đời sống của người dân cũng tương đối phổ biến, chứ không đến mức ít ỏi đến mức mờ nhạt để mèo có thể dễ dàng thay thế. Đấy là còn chưa kể, mèo hay thỏ du nhập vào Việt Nam trước, hình tượng loài nào được phổ biến hơn trong văn hóa thời xưa vẫn còn chưa được xác định, nên rất khó để chúng ta có thể đồng tình với giả thuyết này. Do đó, chúng ta có thể đến với giả thuyết thứ hai, đó là do có sự khác biệt về ngôn ngữ mà thay vì mão là con thỏ, người dân Việt Nam đã thay thế bằng bèo. Trong tiếng Trung Quốc, hai từ này khác nhau về cấu tạo, nhưng về ngữ âm thì mão và mèo lại có cách đọc gần giống nhau, đều giống như mao. Giả thuyết này được củng cố bởi cuốn từ điển Việt Bồ La của X. Trong đó, vị mục sư đã ghi nhận việc người dân Việt Nam tại những vùng mà ông tiếp xúc gọi năm mão là năm mẹo, với mẹo ở đây trong phương ngữ của cư dân có nghĩa là mèo. Có thể tóm tắt quá trình sự biến đổi theo giả thuyết này như sau. 12 con giáp du nhập vào Việt Nam với mão ban đầu là thỏ. Sau đó, do hiện tượng gần âm mà người Việt Nam dần đi chệch hướng từ hình tượng con thỏ sang con mèo. Ở những vùng địa phương, bản thân từ mão cũng được Việt hóa thành mẹo. Dù thế, vẫn có bằng chứng cho thấy rằng các lễ hội đón năm mới ở trong cung đình của các triều đại phong kiến Việt Nam có sử dụng hình ảnh con thỏ vào năm mão thay vì con mèo. Vậy chúng ta phải lý giải ra sao đối với hiện tượng này? Đến đây, chúng ta lại phải tiếp tục đặt ra một giả thuyết thứ ba khác nữa. Đây là trái với tầng lớp dân chúng, giới thượng lưu của Việt Nam trong lịch sử vẫn giữ vững truyền thống từ Trung Quốc ban đầu, nên hình tượng mão là thỏ vẫn được giữ nguyên. Dễ thấy, trong bối cảnh cung đình, những người tham gia các lễ hội đón năm mới thì thường là các bậc sĩ phụ uyên bác, các vị quý tộc được đào tạo ăn học bài bản, nói chung là đều biết Hán tự ở một mức cao hơn so với đa phần dân chúng. Có lẽ vì thế nên họ đã không nhầm từ mão thành mèo như đại chúng đương thời gặp phải. Do vậy, sự phát triển mão từ thỏ thành mèo đã được văn hóa dân gian nuôi dưỡng và phát triển cho đến ngày nay. Trái ngược với đó là sự sụp đổ của văn hóa cung đình Việt Nam khi chế độ phong kiến kết thúc, kéo theo sự biến mất của hình tượng mão như là loài thỏ tại Việt Nam. Vậy tiếp theo, loài mèo đã xâm chiếm thế giới và cả Việt Nam như thế nào? Như vậy, việc thay đổi mão từ con thỏ sang con mèo đã phản ánh sự xuất hiện của con mèo trong dòng chảy lịch sử văn hóa Việt Nam. Tất nhiên, đó cũng là một hiện tượng rất thuận theo xu thế chung. Dĩ nhiên rồi, vì ở mọi quốc gia trên thế giới này, nước nào cũng tồn tại đông đảo những con người yêu quý loài mèo mà. Vậy thì loài mèo đã xâm chiếm thế giới như thế nào và bằng cách nào? Ngược xa về quá khứ, khoảng 10.000 năm về trước, ở khu vực lưỡi liềm màu mỡ, ngày nay là Trung Đông, con người đang bước vào giai đoạn hưng thịnh nhất của thời kỳ đồ đá mới.
lương thực được sản xuất thừa mứa và những cư dân đương thời tích trữ chúng trong những kho, những hầm, những bình và những vại. Điều này thu hút những kẻ phá hoại, đó là loài gặm nhấm. Tiêu biểu nhất trong đám này chính là loài chuột. Trước tình hình này, những cư dân của thời kỳ Dora mới cũng rất đau đầu suy tính và thử nhiều biện pháp, nhưng họ nhận ra một mình họ thì không thể nào giải quyết được vấn đề. Đặt bẫy, đám chuột có thể dễ dàng né mấy cái bẫy thô sơ của họ. Tự thân lùng diệt, quá khó và cũng tốn rất nhiều thời gian. Nói chung, lúc này những con người cổ đại chỉ hy vọng có một thế lực nào đó bất ngờ xuất hiện và giúp đỡ mình. Cùng lúc, sự phát triển của đám chuột cũng đã kéo theo sự xuất hiện của một giống loài khác tại những khu định cư của con người, đó là mèo rừng châu Phi. Chúng là những kẻ săn mồi chuyên nghiệp với danh sách thực đơn có thể sực trải dài từ côn trùng, chuột, các loài chim nhỏ cho tới các rắn. Trong mắt đám mèo nguyên thủy này thì những chỗ cắt lương thực của con người không khác gì những mảnh đất tiềm năng cho chúng tác nghiệp sát thủ cả. Dĩ nhiên, con người cũng nhận thấy rằng nơi nào có sự xuất hiện của chúng thì số lượng chuột bọ phá hoại được giảm đi đáng kể. Và thế là cái bắt tay lịch sử giữa con người và loài mèo lần đầu tiên được thiết lập. Con người cung cấp khu vực kiếm mồi và bảo vệ mèo khỏi những mối đe dọa từ thiên nhiên khác. Đổi lại, mèo bắt chuột giúp bảo vệ lương thực, tài sản hộ con người. Đây là một sự trao đổi ngang hàng. Sự hợp tác ấy mang lại lợi ích cho đôi bên. Nhiều đến nỗi loài mèo đã dần được xem như một thành viên trong gia đình của những con người thời kỳ đồ đá. Quá trình thuần hóa loài mèo lần thứ nhất đã diễn ra như vậy, rất khác với những loài động vật được thuần hóa khác khi không có một chiếc lồng, một hàng rào hay những bài huấn luyện chọn giống lai tạo. Thực tế, có thể nói là loài mèo đã tự thuần hóa chính chúng để có thể sống chung với con người. Khoảng 5.000 năm sau, một đợt thuần hóa loài mèo khác đã diễn ra tại Ai Cập. Cũng giống như với lần thuần hóa đầu tiên, đó cũng là một cuộc gặp gỡ và là những cái bắt tay hợp tác giữa cả hai giống loài. Từ Trung Đông và Ai Cập, mèo rừng châu Phi đã thuần hóa, lúc này còn được biết đến với cái tên là mèo nhà, đã lan tỏa khắp thế giới thông qua những cuộc di cư, những đoàn người phiêu du từ nơi này đến nơi khác. Trên hành trình dọc con đường tơ lụa nối liền hai châu lục Á và Âu, mèo theo chân những nhà buôn tới phương Đông xa xôi. Nhờ những con thuyền, mèo cũng cùng những người đi biển cập bến tới tiểu lục Ấn Độ và khu vực hải đảo Đông Nam Á. Bất cứ nơi nào con người có mặt, chuột cũng sẽ mò tới phá hoại và mèo cũng sẽ xuất hiện để đảm bảo kho lương thực được an toàn. Những con mèo đầu tiên tới Việt Nam có lẽ là thông qua những người Hán đầu tiên đặt chân tới vùng đất phiên thuộc giao chỉ hoặc là những thương nhân đến từ phía Nam xa xôi. Thật khó xác định rằng liệu mèo đã đến với người Việt Nam chúng ta như thế nào, nhưng chắc có lẽ ít nhất là từ thời Lý. Bằng chứng là tại nhiều điểm khai quật, người ta đã tìm thấy các bức tượng gốm hoa nâu về chúng. Đồng thời, các sáng tác thời trung đại từ giai đoạn này cũng bắt đầu xuất hiện hình bóng của con mèo. Gắn kết khăng khít với con người là thế, nên trong vòng một vài thế kỷ gần đây, sự quan tâm của con người với mèo tăng vọt. Thay vì đơn thuần như một loài vật nuôi giúp kiểm soát động vật gây hại, chúng dần trở thành một loài thú cưng để chủ nhân của chúng có thể khoe mẽ trước mọi người. Giống như chó và nhiều loài sinh vật kiểng khác, mèo bắt đầu được lai tạo để tạo thành những giống mới có tính thẩm mỹ cao hơn. Dần dà, mốt nuôi mèo cảnh được định hình và trở thành một xu thế nổi bật trên khắp thế giới mà tới nay vẫn chưa hề hạ nhiệt. Từ đây, hàng loạt con sen cũng ra đời. Nhìn lại hành trình mèo đến với con người, chúng ta có thể thấy đó là một tình bạn tuyệt vời giữa hai loài. Thế nhưng, dù là một loài có ích và đáng yêu như vậy, nhưng trong văn hóa dân gian Việt Nam xưa kia, hình tượng loài mèo lại thường hiện lên khá là tiêu cực. Không rõ tại sao lại như vậy, chỉ biết rằng kể từ khi góp mặt trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam, loài mèo đã như thế rồi. Về mặt tâm linh, nhiều người đánh đồng mèo với vận rủi. Dân gian vẫn lưu truyền câu tục ngữ, mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang. Mèo đã mang đến vận rủi rồi, mèo đen thì lại càng đem đến nhiều xui xẻo hơn. Nhiều người mê tín rằng nếu mèo đen nhảy qua xác một người mới chết, người đó sẽ hóa thành quỷ nhập tràng. Thậm chí, có niềm tin rằng những con mèo sẽ dễ hóa thành tinh hơn các loài động vật khác nên cần đề phòng. Về mặt tập quán, người ta thường đem mèo ra để gán cho những đức tính xấu. Đã từ lâu con mèo đi vào văn học dân gian với hình tượng của những kẻ không ra gì. Dọc theo dòng chảy lịch sử Việt Nam, loài mèo đã được khoác cho vô vàn nhàn nhãn, hành động, suy nghĩ khác nhau để ám chỉ các hạng người không mấy đức thiện cảm trong xã hội. Những câu thành ngữ, tục ngữ hay từ lóng nói về con mèo có thể xếp thành 3 nhóm chính như sau. Nhóm thứ nhất và cũng là nhiều nhất, ám chỉ loại người lăng nhăng, thiếu đứng đắn và làm ăn dối trá. Dân gian có câu, mèo mả gà đồng, ý nói loại người vô giáo dục sống buông thả. Một câu tục ngữ khác là mèo đàng trò điếm thì ám chỉ loại người bị bợm, ăn chơi đàng điếm, linh tinh. Lại có câu, chó khô mèo lạc, chỉ hạng người vô học, lang thang, bất cần đời.
Còn những câu như ăn cơm mèo, mà leo các cụ, hay ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa là để phê phán hạng người chỉ biết ăn, ham nói dóc, còn làm thì chẳng ra thể thống gì. Còn câu mèo giá không chuột chết thì dùng để ám chỉ những kẻ đạo đức giả, sống không thật với lòng mình. Nhóm thứ hai dùng để chê bai, móc mỉa những hành động ngu ngốc hay là để nói đến tình trạng cuộc sống bất lợi hoặc là để ám chỉ đến những sự éo le của xã hội. Có câu mèo nhỏ bắt chuột to dùng để chỉ những hành động dại dột, liều lĩnh, nguy hiểm của những kẻ không biết tự lượng sức mình. Còn câu chưa biết mèo nào cắn mỉu nào để đưa ra nhận định về một thế cuộc căng thẳng, không thể xác định được bên nào sẽ thắng. Khi nói về sự thiếu thốn, treo ngoe của số phận, người ta có câu cơm treo mèo nhịn đói. Hay như một câu khác là chó treo mèo đậy là một bài học về tính cẩn thận, cảnh giác trước những thế lực bất hảo thì phải học cách đối phó. Câu mèo đã khen, mèo dài đuôi đã khắc họa hình ảnh của những kẻ luôn ngạo nghễ một cách rất chủ quan, tự mãn. Hay như câu mèo vẫn hoàn mèo được dùng để móc mỉa những kẻ bất hảo tưởng như đã thay đổi nhưng cuối cùng lại quay trở về bộc lộ bản chất thật của mình. Nhóm 3 chỉ những khát khao hở hênh, sự cạnh khóe, nỗi thất vọng và niềm bất đắc dĩ. Dân gian ta có thành ngữ mỡ để miệng mèo đã để ám chỉ một sự phô bày hờ hênh dễ kích thích cho kẻ xấu đánh cắp. Còn như câu mèo thấy mỡ lại chỉ sự thèm muốn, khát khao không nhịn được của những kẻ không lấy gì làm tốt đẹp. Khi cần chỉ sự tức giận, bất bình, cạnh khóe đã có các câu chửi mèo quéo chó hoặc chửi chó mắng mèo hay đá mèo quéo dế. Chỉ sự mâu thuẫn không hòa hợp được thì có câu ăn ở như chó với mèo. Những kẻ buồn bã, ỉu xìu thất vọng thì được so sánh là tiêu nghỉu như mèo mất tai. Để chỉ những kẻ vô tích sự mà lại gặp may mắn bất ngờ trong cuộc sống, có câu mèo mù vờ cá rán. Không chỉ trong những câu ca dao, dân ca, ngay cả trong các sáng tác của những bậc trí giả trong thiên hạ thời bấy giờ, hình tượng loài mèo cũng bị đem ra để vùi dập. Đại thi hào Nguyễn Trãi cũng đã từng có đề thơ chê bai loài mèo qua câu thơ Miêu như thế này. Lọ vẫn sinh ra mãi phương Tây, phụng sự Như Lai trộm phép thầy. Hơn chó được ngồi khi mặt bếp, tiếc hùm chẳng bảo trước leo cây. Ngoài kho tàng văn học, mèo cũng đã đi vào trong nền hội họa, kiến trúc Việt Nam với những hình tượng mang cảm giác không được tốt đẹp cho lắm. Tuy rằng trong nghệ thuật tạo hình, hình tượng con mèo ít được nhắc đến như những con giáp khác như hổ, trâu, dê, gà hay lợn, nhưng hễ cứ xuất hiện thì mèo lại được sắm cho những vai phản diện rõ mồn một. Ví dụ tiêu biểu nhất có thể kể tới là tranh khắc gỗ của làng Đông Hồ ở Việt Nam với hai bức tranh nổi tiếng là Đám cưới chuột và Trạng chuột vinh quy. Trong đó, cả hai bức đều có vẽ cảnh một bầy chuột đem cá và chim đến cống nạp cho mèo. Hai bức tranh này gần giống nhau, dựa theo những chữ Hán và chữ Nôm trong tranh mà người ta sẽ quy ra phân biệt làm Đám cưới chuột hay Trạng chuột vinh quy. Trong những bức tranh kể trên, con mèo luôn được khắc họa là mang đến sự thiếu thiện cảm cho người xem với vẻ mặt dữ tợn, hồng hách. Song song với đó, chuột lại được khắc họa giống như những người thuộc tầng lớp dưới, yếu thế và cam chịu, mang lại cảm giác quen thuộc và sự thông cảm cho người xem. Hay như trong những hình vẽ điêu khắc trên đình Đại Phùng ở Đan Phượng, Hà Nội, có một tấm gỗ khắc hình con mèo đang tha trộm cá với vẻ mặt lấm lem, gian manh, đang nhìn xuống dưới những người vào viếng. Phải chăng, trong văn hóa dân gian trung đại Việt Nam, giới nghệ sĩ xem sự tung tác tự do, không phụ thuộc vào chủ của loài mèo là tượng trưng cho một thế lực ngang tàng và tinh danh, nguy hiểm, cần phải chịu sự lên án, nên đã bôi xấu hình tượng của loài mèo bất chấp? Và cũng phải chăng, chính những người dân Việt Nam thấy ở trong loài chuột hình ảnh của những kẻ thấp cổ bé họng, muôn đời phải chịu sự hà hiếp, phải luôn tìm cách lo lót hậu hĩnh cho tầng lớp cai trị thì cuộc sống mới êm bề chót lót? Câu hỏi này mình không có câu trả lời, nên các bạn hãy giúp mình nhé. Vừa rồi là những điều thú vị về con mèo mà Spider Room muốn chia sẻ tới các bạn nhân dịp năm Quý Mão sắp tới. Ngoài ra, còn có điều thú vị nào về lịch sử của loài động vật đáng yêu này tại Việt Nam mà chúng mình đã bỏ lỡ không nhỉ? Hãy không để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ, nhân dịp năm mới Quý Mão 2023 sắp tới, chúng mình xin được gửi tới các bạn cùng người thân những lời chúc tốt lành nhất. Chúc các bạn luôn đong đầy hạnh phúc, có trọn lộc tài, giữ mãi an khang và thắt chặt phú quý, làm chủ một năm sắp sang với đầy niềm vui và hy vọng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.